Tôi tên là Nguyễn Tiến Dũng, mình sinh năm 1983. Mình vào FPT từ lúc ra trường đến giờ là từ 2005 cơ. Mới ra trường apply vào CMC Shop trước. Bốn bạn học cùng lớp thì có ba bạn ấy đã vào F-Shop rồi. Bên này thấy vui quá thì bắt đầu với mình nghỉ bên kia, mình chuyển sang bên này luôn. Thực ra là mình thì sinh ra hoàn toàn bình thường ấy. Mình là bị cái hội chứng là giống như là tập thể thao nặng sớm, nên nó bị ảnh hưởng đến các cái khớp. Quãng thời gian dài là mình gần như không phát triển chiều cao từ lớp 4 cho đến năm lớp 9. Thế anh được 1m45. Không ảnh hưởng đến công việc. Cứ vài năm sau là mọi người đợt từ cái đợt mà Messi nổi là hay gọi mình là Messi. Đối với khách hàng, họ chỉ cảm giác như mình trẻ quá thôi. Là có những bác sang bác hỏi sao tao thấy mày trẻ thế mà mày làm vị trí này ý kia ấy. Sau một thời gian khi mà mình nói chuyện về công việc thứ thì khách hàng rất là quý. Mình vào F-Shop từ năm 2005, sau khoảng 2 năm thì bắt đầu mình được làm PM dự án đầu tiên. 2007 cho đến 2010 thì mình làm về technical và mình đi chuyên sâu theo làm cái kiến trúc hệ thống. Suốt từ 2010 cho đến 2014 thì mình làm là solution architecture ấy, là design leader cho bên khối xe, tiến thân là Fujitsu bây giờ. Và sau đấy là 2014 thì mình bắt đầu là mình sang Fujitsu 1 và build một cái tại đơn vị mới là Fujitsu 11, 13. Cuối năm 2016 thì tách N500 ra thì mình làm phó giám đốc đến bây giờ. Thứ nhất là đi làm để bid để lấy dự án. Đấy là một phần thôi, còn sau đấy là cái việc vận hành dự án như thế nào, tổ chức người ngợm ra làm sao, tuyển người mới như thế nào ấy để có thể làm dự án thành công. Đấy, thì rất nhiều dự án bên N500 là dự án mà làm với các nhà vũ trụ nó rất là khó. Về mặt công việc thì mình cũng tạm hài lòng với các cái kết quả việc như hiện tại, cái vị trí. Và được nữa là biết rất nhiều những anh em giỏi. Mất thì xem môi trường bên ngoài nó như thế nào, thì mình gần như chưa được trải nghiệm ở công ty nào khác cả. Lên công ty thì nó quá nhiều việc ấy, thì chúng có làm thôi. Làm và hết ngày về thì ăn cơm xong thì lại làm việc tiếp. Chị thích nhất là anh Dũng và sự hài hước, con người rất là có trách nhiệm. Anh ấy là người đã rất là có kinh nghiệm làm ở F-Shop rất là nhiều năm rồi. Nên là nếu mà chị có vấn đề gì vướng mắc trong công việc ấy thì có thể hỏi nhờ anh ấy tư vấn được. Cái thứ hai nữa là hai vợ chồng cùng đi làm ở Hòa Lạc thì cũng rất là thuận lợi trong cái việc di chuyển ấy. Anh ấy cũng rất là chủ động ấy, có thể sắp xếp được công việc và dành rất là nhiều thời gian cho gia đình. Dũng đã đúng như là cái tên Messi à, khéo và đã hơi bị hay đấy. Dũng Messi tuyệt vời. Ừ, bóng đá có Messi thì F-Shop có Messi. Được làm việc với các bạn trẻ và những cái bạn mới ra trường ấy, thì cũng rất nhiều những bạn trẻ xuất sắc thì mình cũng dìu dắt. Thì nhìn các bạn ấy thành công và có những vị trí công việc thì cái đấy điều đấy mình nghĩ là mình quý nhất.